Đây là cái dây đấy gì nhỉ? Đây này. Chống sét. Chống sét không bao giờ cái dây bé này được. Cái dây chống gì? Chống Corolla rồi. Cái này làm xi đấy, cứng vãi. Bóc thế vào đường ống. Ok. Kẹo đeo cái này đi thôi là được. Hả? Đi đâu? Quét vào cái